nay em chào bác, em quay lại cái clip hôm trước. Có hai bác yêu cầu, một bác thì bảo là tối quá em chả nhìn thấy gì, em chả nhìn thấy bác đâu. Một bác thì là bảo là bác quay gần gần chút đây, hôm nay em sẽ quay em đàn cho bác. Các bác nhớ để ý giúp em nhá, là thật kỹ rồi, phải nhìn thật kỹ rồi nhá. Cái em đọc cái tin comment của hai bác với em buồn cười quá. Em đàn cho bác đan 7 lan nha, 7 hoặc 9. Không đan 8 nha, đan 8 nỗi. Sáng em quay rồi đấy nhưng mà nó bị máy em nó hơi trục trặc. Sáng nay có bác nào xem cái clip của em là biết là không xem được nha. Vì họ xâm nhập cái tài khoản của em cho nên là không xem được. Mong các bác thông cảm. Bây giờ mới có nha. Rồi em sẽ đàn chi tiết cho các bác. Em vừa về đây, vừa về đây vội làm cho các bác đây. Nhớ các bác nhớ cho em là 7 làn. Các bác đừng có đàn 8 làn là chẵn là không ổn đâu. Nỗi ở cái làn này này chứ không nỗi ở cái làn tròn. Cái lan này trẻ có lan gót, có thể là có lan dày lan mỏng, lan dày thì lan cùng lan dày mà lan mỏng thì lan cùng lan mỏng cho nó đều, cả dày với mỏng là cùng đều nhau và nó hỏng là cái mỏng nó hỏng trước. Các bác nhớ cho em, nhớ thật nhớ cho em đây, ba phải nhìn kỹ này. Nhìn kỹ em làm lần sau không phải đi mua đâu cả, mình tự làm đấy. Có một bác là đánh mỗi ngày có cần rưỡi, bác ấy áp Zalo vào số Zalo cho em nhá, áp Zalo gọi Zalo cho em, em khắc úp hình lên em khắc bảo kiểu bác đánh. Rất dễ không có gì cả, em vừa đi về đây. Để vội đàn quay lên cho bác xem. Hai bác comment em phá em một cười. Một bác thì là bảo là chờ em chút nhá. Bác thì là bảo là bác quay thế nào với em chả nhìn rõ bác. Thế đây hôm nay em quay thật gần để cho bác xem. Em đan như thế này để em giải thích luôn này. Đáng ra không phải đan thế này. Như em đan như thế này như thế là thế nào. Nếu có xúc ống, các bác có xúc ống mồi không người ra rồi. Các bác phải nuôi em như thế. Mồi không ngừa ra được, kín. Và vẫn nếu các bác muốn xúc ống, vẫn xúc ống bình thường. Em muốn xúc ống. Em đánh như nào thì em chia sẻ cho các bác như thế. Không có gì cả, cái này đơn giản lắm. Nhiều bác comment bảo thế này thì không thể xúc ống được. Bảo vẫn xúc ống bình thường, không có gì cả. Xúc ống như thế, đan kín như này mới là tốt. Mồi không ra được. Thế còn cái phần mồi các bác em nói thêm một chút, cái phần mồi các bác cũng không nên mầm bé quá, nát quá. Nếu các bác kiếm được mồi nhiều thì các bác băm to ra một chút. Các bác xúc thoải mái thì cái hòm này xúc thoải mái mà. Thế mà các bác nào mà kiếm được ít mồi các bác băm nát đi một chút nhưng phải có đất thì các bác xúc thì nó mới đỡ. Cái này nó có ra mồi không? Nó chỉ ra nước không? Đấy, em chia sẻ một chút nữa. Đây em làm theo yêu cầu đúng hai bác. Mà em cứ phá ra, em đọc cái comment bên dưới mà em cứ phá ra em cứ cười thầm.
Sáng nay em bị máy tính xâm nhập nha các bác, cho nên nhiều bác không thể xem được. Nhiều bác là muốn xem nhưng không xem được. Mãi sau này bắt đầu nó mới tự nhiên, nó nửa tiếng sau mới có nha các bác. Nó méo thì nó có điểm cứng và điểm mềm, thì các bác dí vào cái điểm cứng này nó tròn hòm ngay, không có gì để rất dễ, chả có gì khó. Các bác cứ để ý là làm được. Đây em làm xong em úp ngay lên nó bác xem, mai các bác đan luôn. Từ đây đến đây cách nhau khoảng tầm 5 phân nha các bác, 4 đến 5 phân cho nó đẹp form thôi, chứ mà nó chả cần thiết đâu. Rồi như thế này em đã xong. Cái tầm tua này thì không tránh khỏi, gọt nhẵn mấy thì vẫn có tầm tua. Tầm tua các bác lúc nào đánh thì lúc nào các bác cho vào ống xong các bác hư nửa cái này nó cắt hết ngay. Cái khoảng cách ở bên dưới này thì các bác lấy cho em phân, cho thấp xuống một phân. Bạn ấy em giải thích. Đấy, cái tầm phân từ vành trong đến vành ngoài một phân, thấp xuống. Các bác cần nó có điểm chuẩn ở trên rồi. Trẻ nan thì em không giới thiệu nữa vì hôm cái video trước này em giới thiệu rồi. Cứ thế mà này, như ý em là được, là chuẩn. Mà chả có gì mà giải thích, nó là cực chuẩn luôn rồi. Tất cả anh em đều làm đi, ở đây tất cả anh em đều làm đi. Em nhắc lại có một bác comment bên dưới là bảo đánh em đánh nào mỗi ngày cân rưỡi. Bác riêng bác đấy là áp cái số Zalo của em nhá. Em có bảo hôm qua em không kịp quay vì hôm qua em có một vị khách quay trên YouTube nha các bác. Một vị khách đấy đến từ Yên Bái và đã về nhà em chơi. Đấy, đã về nhà em chơi. Như hôm qua em định quay xong em nghĩ nào em cũng không quay nữa, thôi để hôm nào em sẽ quay sau. Bác gái có về đây chơi cũng vào 1-2 tiếng. Bác hỏi về kỹ thuật đánh lươn, bác ấy là con người rất tốt. Vì sao? Bác đi từ Yên Bái mà xuống đến tận Vĩnh Phúc này cũng không phải là đường gần, đoạn đường không phải là gần, nhưng cũng không phải là xa. Vì bác đấy là nó thuận đường, là nhà em nó gần công tốc thì nó thuận đường, bác về chơi luôn. Em bảo là ăn cơm cho bác ấy về. Bác ấy muốn bảo là muốn học hỏi một chút rồi kinh nghiệm về đánh lươn, vì bác ấy nắm nghề rồi, không có nghề nào chụp được. Bác xem vô tình bác xem cái clip trên mạng của bác thấy hay quá thì bác cứ xem. Bác muốn về đây xin địa chỉ ở về đây, địa chỉ em chia sẻ các bác rồi, không có gì cả. Đây em đang 2 lượt nhé các bác, 2-3 lượt cái đấy nó chẳng quan trọng đâu, nó không quan trọng. Đây quan trọng lúc điểm này đây. Đây như thế này, ý của em là bảo là như thế này là cách cái vòng trong ra vòng xuống vòng ngoài, vòng trong nó làm điểm chuẩn nha. Cái khoảng khẩu độ là nó vào một phân là nó thế nào, để các bác cho dễ đàn ở đây, dễ đàn ở đây. Thế còn cái này nó sẽ nằm vào cái vòng trong này, nhưng mà nó nằm ở bên ngoài. Để làm hay nào? Đây, cái lỗ này, các bác nhìn nha, nhìn cho em. Cái lỗ này nó có lỗ này, bây giờ em làm chính cái này, em kéo lên để cho nó hết lỗ. Đây, như là. Đấy, các bác nhìn rõ cho em. Đấy. 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 Cái video này cực kỳ là kỹ thuật, chứ không phải là kỹ thuật. Thì em làm lạnh cho các bác, trời nó hôm nay là không nghĩ lạnh là kéo lên thì nó mới cái này nó mới bóp vào, nó không ra được.
Thế còn em giới thiệu cho thêm một chút nữa, bác các đừng rời khỏi màn hình, cứ chờ em một chút, chờ em một chút. Đây em chút. Như thế này đã xong. Như thế này đã xong. Đấy. Bây giờ muốn đẹp thì cắt vào đây cho nó bằng nhau. Em đan được chưa? Cha em gập xuống là nửa chiếc. Cho nó bằng nhau cho nó đẹp thôi, chả quan trọng. Đây này. Chả một chiếc. Em để đây em quay nó bắt đấy. Thế còn à, thế còn cái này em cầm cái này để làm cái gì? Nay mai cái này nó có lỗ to mở luôn ra, các bác cắt vào đây cho em. Đây là cái xăm xe đạp. Đây này. Như em gửi ship cho các bác là mỗi một người làm có một cái như này. Ý của em như hôm nay em giải thích luôn này, cho dễ luôn, các bác cắt khẩu độ như này cho em. Rồi, không phải xăm to nha, xăm bé nha. Như này. Nay mai đây em nói là nay mai là nó sẽ rão ở cái này ra. Thì các bác để vào đây. Chụp cái này vào cho em. Như thế này là nó không ra được. Đấy, và rất bền. Các bác đánh thậm chí hàng năm. Một năm thì chả nói đâu, nhưng mà phải được 6 giá. Đánh liên tục nha. Em ngày nào cũng gần như ngày nào cũng đi. Đấy. Để như này. Ở miền Bắc à, cái hôm này chỉ được có 7 lạng một con đổ xuống này. Chứ còn miền Bắc thì to hầu như không có. Đấy là không có, như chẳng hạn như nó to như này. To hơn thế này là 7 lạng là nó sẽ bước vào đây của. Đấy. Các bạn phải nhớ này, có phải có cái bằng rồi. Nay mai nó rão rồi, chứ còn đây form thì nó đầy rồi, không có gì cả. Cái video em gửi cho những bác nào mới tập đan, mới tập đan hòm, mới tập phòng này, cứ xem cái hòm là cứ xem hòm này. Nếu đan mà cái ống 48 nhưng mà nó vừa thì nó đẹp thật. Em bình thường là đẹp thế, nhưng mà nguyên to không bằng được. Mình đan cái hòm này hơi dưới một chút, nhưng hơn nữa cái kia thì nguyên to lại lại nguyên bác thì hầu nguyên to ít. Thứ hai là hai từ đây là ngày nào em đánh được, thế nhưng mà to là không có, năm kỳ thì có hạn đó, thì sẽ bác chút thế thôi. Rồi em xin chào bác. Đấy, em cho bác xem lần nữa rồi em xin chào bác nhé.